của VN Spirit thứ hai đang có mặt tại Malaysia. Quý vị cũng đã biết là Malaysia là một quốc gia đa văn hóa, đa sắc tộc, đa ngôn ngữ, và đặc biệt là thời tiết ở Malaysia khá giống với khí hậu ở Việt Nam. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng theo chân mình để khám phá Malaysia nhé. Thành phố Malacca hay Melaka là thành phố lâu đời nhất của Malaysia, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2008. Malacca thu hút đông đảo du khách bởi sự pha trộn của các nền văn hóa thuộc địa Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh. Thành phố tọa lạc dọc hai bên bờ sông Malacca và được chia thành hai phần là Malacca cũ và Malacca mới. Phần cũ nhỏ bé nằm ở trung tâm thành phố, nổi tiếng với các điểm tham quan lịch sử, những tàn tích của các pháo đài Bồ Đào Nha. Phần mới chiếm diện tích lớn, phản ánh rõ nét lối sống và kiến trúc hiện đại, đồng thời có nhiều trung tâm mua sắm và giải trí sống động. Đến Malacca, bạn nên ghé thăm pháo đài Alfamosa, dấu tích ấn tượng của thời chiến tranh được lưu giữ lại. Pháo đài được xây dựng vào năm 1511 bởi những người Bồ Đào Nha với mục đích củng cố lợi ích của thuộc địa Bồ Đào Nha. Ngày nay, pháo đài chỉ còn lại tàn tích là một chiếc cổng nhỏ thấm rêu phong nhìn rất cũ kỹ, nhưng rất đặc biệt và ấn tượng với du khách khi ghé thăm Malacca. Tiếp theo là đền Cheang Hong Teng, ngôi đền cổ của người Hoa tại Malaysia. Tiêu biểu cho kiến trúc đền đài phía nam Trung Quốc, được tạo nên bởi các nghệ nhân và thợ thủ công bậc thầy đến từ Phúc Kiến và Quảng Đông. Đền Cheang Hong Teng được UNESCO công nhận là di tích văn hóa lịch sử vào năm 2003 vì có đặc điểm bảo tồn đặc biệt và duy nhất về kiến trúc. Đây cũng là chứng nhân về sự di chuyển của các cộng đồng người Hoa cổ nhất ở Malacca và trên toàn Malaysia. Cuối cùng, đừng bỏ lỡ nhà thờ San Pau, là một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất Malaysia. Ở đây có ngôi mộ cũ của nhà truyền giáo San Francis Xavier, người truyền giáo đầu tiên đặt chân lên vương quốc Malaysia. Vào trong nhà thờ, bạn sẽ gặp ngôi mộ và những bức tượng đá cẩm thạch độc đáo và tinh xảo. Những bức tượng này tái hiện lại quá trình Xavier thuyết trình và truyền đạo trước dân chúng. Thủ đô Kuala Lumpur có kiến trúc là sự pha trộn của ảnh hưởng thực dân cũ, nguồn cảm hứng Hồi giáo Malay, truyền thống châu Á, nét kiến trúc hiện đại và hậu hiện đại. Bởi vậy, nơi đây được mệnh danh là thành phố đa sắc màu. Kuala Lumpur tự hào với cả thế giới khi sở hữu nhiều công trình kiến trúc cổ điển và cả hiện đại bậc nhất thế giới. Đầu tiên, không thể không nhắc đến Cung điện Hoàng gia Malaysia, nơi cư trú chính thức của quốc vương và hoàng gia Malaysia. Được xây dựng trên một khu đất rộng lớn tại thủ đô Kuala Lumpur, cung điện này không chỉ là biểu tượng của quyền lực và văn hóa Malaysia mà còn là địa điểm du lịch nổi tiếng. Kiến trúc của cung điện là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách Melayu truyền thống và phong cách Islam, tạo nên một nét đặc trưng riêng biệt. Cung điện được xây dựng bằng cấu trúc gỗ, đá và thép, tạo nên sự hòa quyện hoàn hảo giữa các yếu tố tự nhiên và sự sang trọng. Các tòa nhà trong cung điện được xây dựng theo kiến trúc cổ điển với các đường nét uyển chuyển và chi tiết tinh tế. Một trong những điểm nổi bật của kiến trúc ngoại thất của cung điện là hai mái vòm lớn màu vàng đầy ấn tượng. Tổng cộng, cung điện có đến 22 vòm được thiết kế như các lá châu xếp nối nhau, tạo nên một hình ảnh độc đáo và ấn tượng. Vào buổi tối, bạn nhất định phải ghé thăm tòa tháp đôi nổi tiếng Petronas với 88 tầng và chiều cao 452m. Đây từng là tòa tháp cao nhất thế giới trong vòng 6 năm. Kiến trúc của Petronas là sự kết hợp độc đáo giữa kiến trúc nhà thờ Hồi giáo và đặc trưng của lối kiến trúc hiện đại. Đặc biệt, giữa hai tòa tháp còn có liên kết với nhau bằng một cây cầu trên không Skybridge ở tầng 41 và 42. Nhìn từ xa, du khách mới có thể cảm nhận hết được sự hoành tráng và vĩ đại của công trình này. Cao nguyên Genting được mệnh danh là thành phố trên mây khi tọa lạc trên đỉnh núi cao hơn 2.000m so với mực nước biển. Nơi đây được mây bao phủ quanh năm, không chỉ sở hữu cảnh đẹp thiên nhiên ấn tượng mà còn là trung tâm giải trí hiện đại bậc nhất khu vực châu Á. Đến đây, bạn hãy thử một lần trải nghiệm với cáp treo Genting Skyway để ngắm toàn cảnh cao nguyên từ độ cao ấn tượng, nơi bạn có thể hòa mình vào mây, thưởng ngoạn vẻ đẹp địa hình đồi núi một cách bao quát nhất.
Tùy vào lịch trình, bạn có thể lựa chọn ghé thăm chùa Hang Chin Hue, ngôi chùa Trung Quốc với bức tượng Phật lớn chạm trổ tinh tế, công viên chủ đề Theme Parks với hàng trăm trò chơi mới lạ, hoặc tham quan các casino, khu mua sắm đầy sống động ở đây. Có thể nói Malaysia phát triển hàng đầu về văn hóa và được ví như châu Á thu nhỏ với sự đa dạng văn hóa, dân tộc đáng ngạc nhiên. Bởi vậy, nơi đây xứng đáng trở thành lựa chọn du lịch hàng đầu cho những người say mê khám phá văn hóa. Hãy đến Malaysia trên các chuyến bay của Vietnam Airlines để bắt đầu hành trình khám phá thật an toàn và vui vẻ bạn nhé! Để tham khảo lịch bay hoặc đặt vé, đừng quên truy cập website vietnamairlines.com hoặc ứng dụng di động Vietnam Airlines. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!